Xin chào toàn thể quý anh chị bạn, chào mừng quý anh chị bạn đến với channel của thiết bị thí nghiệm công ty thiết bị Khang Kiên. Đây mình xin phép được trên tay cho các bạn máy lấy mẫu khí model L4 của hãng Bosch Mỹ, sản xuất tại Mỹ các bạn. Sản phẩm này được nhập khẩu và phân phối trực tiếp tại công ty thiết bị Khang Kiên. Đây là một sản phẩm có thể là có lưu lượng lấy là 0.8 đến 4.0 lít trên phút và điều khiển bằng kỹ thuật số, cũng như là chức năng báo pin yếu, chức năng báo sai lưu lượng và loại không có màn hình hiển thị. Thì chúng ta có thể xài thêm ống đo lưu lượng khí, loại cài đặt lưu lượng bằng ống lưu lượng các bạn. Được cung cấp thêm ống lưu lượng để chúng ta có thể cài đặt. Và nguồn điện sử dụng là 220V, sử dụng pin sạc. Khi các bạn mua sản phẩm tại công ty Khang Kiên thì sẽ được cung cấp máy chính LV4, ống lưu lượng khí đó, và dây tiếp nối, cũng như là hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt, adapter nguồn, nhập khẩu trực tiếp tại công ty thiết bị Khang Kiên. Đây là một sản phẩm rất tốt để chúng ta lấy các cái mẫu khí cho các trung tâm quan trắc, những phòng thí nghiệm hoặc là các cái nhà máy, chúng ta có thể sử dụng cái sản phẩm này. Các nhà máy sản xuất dược các thứ thì sẽ được nhập vào sử dụng các cái máy lấy mẫu khí của hãng Bosch. Khang Kiên là một đơn vị độc quyền phân phối sản phẩm Bosch tại Việt Nam, với các cái model có rất nhiều sản phẩm có sẵn để các bạn có thể mua hàng cũng như là tham khảo lựa chọn với dịch vụ bảo hành tại công ty thiết bị Khang Kiên. Với tất cả các model của Bosch thì đều có sẵn để các bạn mua hoặc thay thế linh kiện cũng như là sửa chữa các vật tư tiêu hao về hãng Bosch tại Việt Nam. Các bạn có thể truy cập website khangkien.com.vn hoặc liên hệ hotline 0936 620 757 để được tư vấn cũng như là hỗ trợ về dịch vụ của các sản phẩm Bosch tại Việt Nam. Xin cảm ơn.